Còn tại tỉnh Bình Phước, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại huyện Bù Đăng đã bị ngập lụt cục bộ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ước tính thiệt hại tài sản của người dân khoảng 600 triệu đồng. Theo thống kê ban đầu, tại thị trấn Đức Phong có 51 căn nhà bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét nước. Các nhà bị ngập chủ yếu ở dọc suối Đắc Hòa, thuộc các khu phố Hòa Đồng, Tân Hưng, Đức Hòa và Đức Lợi. Nhiều tài sản vật dụng của người dân bị nước ngập hư hỏng. Tại xã Đoàn Kết, mưa lớn khiến 35 hecta lúa. Vụ hè thu trên cánh đồng Bù Môn thuộc thôn 3 thôn 4 bị nước ngập sâu. Các hộ dân có nhà dọc suối Đắc Hoa bị nước ngập vào nhà khoảng từ 1 đến 1,5 m. Trên tuyến đường DT760, khu vực ngã Ba Trà, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng bị lụt cục bộ, không thiệt hại về người và tài sản.